Chàng trai đang độ kiếp này chính là đế tôn mạnh nhất. Nhưng vào giây phút anh độ kiếp thành công, một đạo kiếm ánh tím đâm xuyên qua cơ thể. Trác Bất Phàm không ngờ rằng huynh đệ anh tín nhiệm nhất đã đâm mình từ phía sau. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn giết ta cướp đoạt bảo vật, vậy thì cùng nhau quy tiên đi. Đường đường là đế tôn đang độ kiếp vào thời khắc này lại lựa chọn cách đồng quy vu tận. Tại một quán karaoke ở nhân giới, với nền nhạc sập sình, một anh chàng trẻ tuổi khẽ nhếch khóe miệng, anh đạp bay mỹ nữ đang cọ sát vào người mình, đứng bật dậy cười phá lên. Lão tử trùng sinh rồi, kiếp này ta nhất định phải thống trị cả vũ trụ. Nhưng giây sau, nơi đây bỗng bị kiểm tra đột xuất, Trác Bất Phàm bị khóa còng tay áp giải ra ngoài. Chính vào lúc Trác Bất Phàm dự định quật ngã đám người này bỏ trốn, một mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh, dưới ánh nhìn của mọi người giơ bàn tay năm ngón ra. Bất Phàm, sao muộn vậy rồi còn chưa về nhà, làm em lo chết mất thôi. Trác Bất Phàm ngơ ra tại chỗ, chả cần nói nhiều, anh mê Diệp Tử Thấm quá rồi. Bất Phàm, chúng mình về nhà thôi. Nhìn thấy Diệp Tử Thấm dịu dàng, trái tim anh tan chảy. Tuân mệnh bà xã đại nhân. Ai dè vừa bước ra khỏi cửa, Diệp Tử Thấm đã biến mất tăm. Cảm giác mất mát này khiến anh vô cùng tuyệt vọng. Quả nhiên mọi chuyện ban nãy chỉ giả đò mà thôi. Lúc này Nhị Hổ đột nhiên đi qua, khuyên Trác Bất Phàm tránh xa Tử Thấm ra một chút. Lần này là do anh may mắn, lần sau thì tôi không chắc đâu. Nói như vậy thì chuyện hôm nay là do anh cố tình hại tôi. Nhị Hổ nghe vậy lại càng hung hăng, thẳng thừng thừa nhận mình làm trước mặt Trác Bất Phàm. Thế nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của Bất Phàm đã đáp thẳng lên trên mặt của Nhị Mao. Nắm đấm của tiên đế không dễ đỡ chút nào, đánh cho hắn bay lên xe. Trác Bất Phàm vẫn cảm thấy chưa bỏ giận, tiến lên đấm liên hoàn vào mặt hắn, giờ đến mẹ hắn cũng nhận không ra con mình nữa rồi. Sau đó lái chiếc xe Ferrari màu đỏ của hắn nghênh ngang rời đi. Vừa quay về nhà, anh đã nhận được lời mời của Diệp Tử Thấm. Đến phòng em một chút đi. Nhìn đôi chân trắng nuột của cô, Trác Bất Phàm mắt hóa trái tim. Lẽ nào bà xã cuối cùng đã nghĩ thông rồi. Sau khi vào phòng, không ngờ Tử Thấm chỉ là muốn nhờ anh giúp thay bóng đèn. Nhưng đúng lúc đó giày cao gót bị trượt, người cô liền ngã xuống. Cũng may Trác Bất Phàm nhanh trí đỡ cô ôm vào lòng mới không để cô ngã xuống. Anh là tiên đế cường thế nhất tiên giới, nhưng lại bị người thân cận nhất lừa gạt. Hiện tại quay lại thề sẽ phải khiến bọn chúng trả giá đắt. Nhưng không ngờ vừa quay về anh đã được một mỹ bao dưỡng. Bất Phàm ngẩn người nhìn vào tấm thẻ ngân hàng 500 vạn tệ trên bàn. Xem ra phải nhanh chóng khôi phục thực lực rồi, bằng không thiên tôn mình đây sẽ bị kẻ khác khinh thường mất. Nói xong lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đế kinh cửu truyền kim thân quyết. Chỉ trong một đêm, Trác Bất Phàm đã hồi phục được 3 tầng khí lực. Xem ra tương lai gần sẽ có thể phá được tiên thiên cảnh. Lúc này Trác Bất Phàm thấy Tử Thấm lặng lẽ ra ngoài liền cảm thấy không vui. Bà xã ra ngoài sao lại không đem theo ông xã chứ? Giây sau Trác Bất Phàm nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, nhanh như chớp chui vào trong xe của Diệp Tử Thấm. Bà xã à, đi đâu vậy, dẫn theo ta nữa. Thì ra bác cả của Tử Thấm tìm cô có chuyện. Bất đắc dĩ cô chỉ đành dẫn theo Trác Bất Phàm đi theo. Kết quả vừa đi tới phòng họp, Trác Bất Phàm đã nghe thấy đám người này đang nói xấu sau lưng mình. Nhưng vì bà xã của mình, anh đành nhịn xuống. Nhưng Diệp Tử Thấm thì không dễ dàng bỏ qua. Các người còn chế giễu chồng tôi nữa thì tôi đi đây. Thì ra lần này gọi cô đến không ngờ là muốn bắt cô bán công ty đi. Nhưng Diệp Tử Thấm không bằng lòng, dù sao đây cũng là công ty của mẹ cô, hồi đầu ép cô gả vào Trác gia, hiện tại lại bắt cô bán công ty, các người chính là một đám quỷ hút máu. Nghe vậy bác cả của cô liền tức giận, đứng lên muốn cho cô một bạt tai. Ông dám đánh bà xã của tôi sao? Trác Bất Phàm nắm lấy cổ tay ông ta vặn nhẹ một cái. Ông ta tức thì đau hét toáng lên, nhưng không ngờ cửa lớn đột nhiên bị Tam Hổ đá bật ra. Phòng bao ông đây, muốn kẻ nào dám không cho. Trác Bất Phàm ngớ người, tên hấp nào từ đâu chui ra đây? Cha Diệp Tử Thấm đi ra muốn nói lý lẽ với Tam Mao. Phòng bao này Diệp gia chúng tôi đã đặt rồi, nếu anh hiện tại rời đi, lương thần tôi đây tương lai ắt có ngày trả lại gấp bội. Nhưng Tam Hổ tính khùng điên nào có nghe lọt tai, chúng bay chê cười ta ít học ta lật bàn của chúng bay. Tam Hổ đá một cước chiếc bàn ngã nhào. Lão tử là người của thiên gia, Diệp gia chúng mày là cái thá gì? Vừa nghe là người của thiên gia, thái độ của người Diệp gia thay đổi 180 độ ngay tức thì. Thậm chí còn có người tiến lên mời rượu, nhưng Tam Hổ lại chỉ đích danh bắt Tử Thấm bồi rượu, còn nói hôm nay không uống cũng phải uống, dám ở trước mặt ta trêu nghẹo vợ ta gan gấu hả mày. Trác Bất Phàm hất thẳng rượu vang lên người Tam Hổ, thấy lão đại của mình bị đánh đánh lâu la lập tức xông lên. Nhưng Trác Bất Phàm hiện đã khôi phục 3 tầng khí lực, nhanh chóng giải quyết sạch đám tiểu tốt này, sau đó nhảy vọt lên đấm Tam Hổ ngã nhào. Ta còn tưởng mày giỏi giang lắm, hóa ra cũng chỉ là lũ tép siêu. Vì để đề phòng sau này khi không có mình ở bên cạnh, bà xã gặp nguy hiểm, Trác Bất Phàm không ngừng vẽ vài lá bùa hộ thân. Thế nhưng đáng xấu hổ thay, mua hết đống đồ này anh đã không còn một xu, hiện giờ đến cả tiền mua bát cháo hành cũng không có. Lẽ nào đường đường là tiên đế, cuối cùng lại rơi vào cảnh sống bám váy vợ hay sao? Thế nhưng chuyện này tạm thời không cần lo lắng, chuyện chính là phải luyện chế bùa hộ thân giúp Tử Thấm yên lòng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh khi cô dựa dẫm vào mình, Trác Bất Phàm đã kích động không thôi. Nhưng không ngờ bùa hộ thân anh vẽ ra, sau khi khởi động lại không hề có phản ứng. Lẽ nào cách khởi động sai sao? Nhưng tiếp đó dù anh có múa cả ba lê cũng không thể kích hoạt thành công.
Má lão tử tốt xấu gì cũng là thiên tôn, mày nể mặt ông chút xem nào. Nể mặt thiên tôn bùa hộ thân miễn cưỡng khởi động, nhưng còn chưa phát huy công hiệu đã xỉu rồi. Trác Bất Phàm máu dồn lên não, ta không tin không thể làm ra nổi một tờ linh phù đạt chuẩn. Sau một hồi múa may quay cuồng, nhìn kỹ lại chỉ vẽ được có 3 tờ. Lúc này Trác Bất Phàm nhìn thấy một đôi chân nõn nà đi xuống, chính là bà xã Diệp Tử Thấm của mình. Nhanh chóng đi lên nói có thể cho anh thêm chút tiền tiêu hay không, thêm nữa còn nói mình lấy linh phù để đổi lấy tiền. Vì muốn khiến anh an tâm, Tử Thấm chỉ đành nhận bùa hộ mệnh rồi thất vọng rời đi. Đến công ty sau khi xuống xe, một chiếc xe sang cạnh đó vọt lên. Thời khắc quan trọng bùa hộ thân trong túi của cô bay ra tạo thành một cái khiến đỡ bảo vệ cô ở bên trong. Đợi khi tỉnh lại đã phát hiện ra đang ở bệnh viện, còn Trác Bất Phàm đang nằm bên cạnh cô, vẫn đang ngủ rất say sưa. Diệp Tử Thấm tức điên lên, cầm lấy gối đánh cho Thiên Tôn tỉnh dậy. Trác Bất Phàm bị gối đập cũng không tức giận, vội vàng lấy canh gà ra cho cô uống. Nhưng cô nói mình phải nhanh chóng về công ty họp, vừa đi hai bước đã bị Trác Bất Phàm cản lại bế về giường. Anh đến công ty em ở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn Trác Bất Phàm rời đi bừng bừng khí thế, Diệp Tử Thấm ngây ngốc tại chỗ. Lẽ nào Trác Bất Phàm thực sự có thể trở thành chỗ dựa cho mình hay sao? Vào thời khắc này, Trác Bất Phàm đã xuất hiện ở phòng họp của công ty. Vừa ngồi xuống, Nhị Hổ đã tìm đến cửa, không nói nhiều lời xông lên bay qua. Trác Bất Phàm không chút lo sợ tung chiêu Đoạn Tử Tuyệt Tôn, đánh cho Tam Hổ miêng sủi bọt mép. Từ sau hồi nãy, Trác Bất Phàm đã đánh Nhị Hổ anh của Tam Hổ một quyền đoạt Tử Tuyệt Tôn đó. Các cổ đông có mặt tức thì trở nên ngoan ngoãn, nói rằng anh thay Tử Thấm đến dự cuộc họp, quả đúng là quá thích hợp. Hai ngày sau, giữa thanh thiên bạch nhật, Trác Bất Phàm hạ thủ với một gốc cây trong công viên. Nhìn thấy hố cây bị mình đánh lõm, Trác Bất Phàm bất mãn nghĩ đã đến lúc điều chế bồi nguyên đan rồi. Nhưng nguyên liệu điều chế bồi nguyên đan nào có rẻ, công ty dạo gần đây khó khăn, anh phải tự tìm cách thôi. Nhưng lúc này hai anh em Tam Hổ và Nhị Hổ xuất hiện phía sau Trác Bất Phàm, được lệnh đến mời anh đi gặp thiên gia. Nhưng ai dè vừa ngồi vào xe đã bị tên bảo vệ thân cận của thiên gia khiêu khích. Trác Bất Phàm cũng không lắm lời, một đầu ngón tay chặn lấy nắm đấm của Đại Hổ, khiến cho thiên gia vô cùng kinh ngạc, bởi do Đại Hổ từng là bộ đội đặc chủng về hưu. Xem thân thủ của Trác Bất Phàm, thiên gia cũng có lòng trọng dụng nhân tài, muốn nhận anh làm thuộc hạ. Nhưng ai dè Trác Bất Phàm lại nói thẳng, trước giờ đều là kẻ khác phục tùng ta. Nói xong liền xoay người rời đi. Vào lúc rời khỏi khách sạn, Trác Bất Phàm bỗng nhìn thấy bà xã Tử Thấm của mình. Không ngờ cô cũng đang xã giao ở đây, tên béo này thật đáng ghét. Diệp Tử Thấm đã không uống thêm nổi nữa, hắn vẫn cứ muốn mời rượu. Trác Bất Phàm không nhịn nổi nữa, nhưng tên béo này vẫn không chịu từ bỏ, thậm chí còn chửi bới Diệp Tử Thấm là đê tiện. Trác Bất Phàm hiện giờ hết nhịn nổi rồi, chúng bày lại dám sỉ nhục vợ ta ư? Trực tiếp bóp cổ tên béo nhấc lên, mau xin lỗi bà xã của ta. Đám đệ của hắn định xông lên bảo vệ, bị một cước Phật Sơn Vô Ảnh của Trác Bất Phàm đá bay. Tính mạng bị uy hiếp, tên béo cuối cùng quỳ xuống lựa chọn xin lỗi. Sau khi nhận lời xin lỗi, Trác Bất Phàm và Diệp Tử Thấm cũng mãn nguyện rời khỏi khách sạn. Nhưng khiến Trác Bất Phàm không thể ngờ tới là, trên đường về nhà, anh bỗng ở trên xe của cô tìm được hai tờ giấy ly hôn. Nhìn thấy giấy ly hôn, Trác Bất Phàm phút chốc hiểu ra những năm nay quả thực đã liên lụy đến cô rồi, hết cách chỉ đành ký tên vào giấy ly hôn. Nhưng lúc này Diệp Tử Thấm đột nhiên nhận được điện thoại, tra xét ra có hàng cấm trong sản phẩm của công ty. Phần mô tả cho các bạn mua nha. Rồi, thì hôm nay thì mình sẽ độ con xe này, mình sẽ lên cho nó một cái con motor mạnh hơn và chạy với tốc độ ổn hơn nha các bạn. Thậm chí đến cả khoản vay ngân hàng đã bàn xong cũng xảy ra vấn đề. Diệp Tử Thấm sau khi gắt máy cuối cùng không kìm nổi nữa, khóc nấc lên trước mặt Trác Bất Phàm. Nhìn thấy cô khóc, Trác Bất Phàm vô cùng đau lòng, ôm cô vào lòng thủ thỉ, ngoan đừng khóc nữa, anh giúp em lấy lại công ty.